Rồi, em chào bà con nhân nay ngày 14 tháng 3 2023 ha. Em cập nhật thêm số máy nữa ha. Bà con mua thì nhớ số thứ tự của máy và điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ha. Em có cây cù bắp nè, độc quyền luôn, em đang xài mà thôi lỡ rồi bán đi. Cái này sạc đuôi nhỏ nha. Cái này nó trực nắp, nó là Nô C203 nha. Cây này vừa cảm ứng mà vừa trực nắp mà vừa phím nữa. Đó, ghê lắm. Đó, nút này nút tắt cuộc gọi, mở nguồn tắt nguồn này nhận cuộc gọi ha, hoặc trợt lên cũng trợt lên và nhận cuộc gọi, bấm xuống là tắt cuộc gọi ha. Chỗ này là khe khe thẻ nhớ nha. À, bán nghe gọi ha, 300k số 15 nha. Đó, pin thì xài từng lễ hơn hơn nha. Em xài thử rồi ok lắm. À, phím bấm bình thường hết toàn bộ luôn. Ở đây là nút khóa bằng phím nha. Đó, nút khóa bằng phím. À, người ta gọi lại tắt ha. Cây này hỗ trợ được 3G nha, nên không có sợ 2G mất nha. Đó, bà cảm ứng luôn nha. Đó, cảm ứng nha. Đó, cảm ứng nha. Đó, cảm ứng. Đó, cảm ứng nha. Đó, máy còn ok đẹp ha, xài ok ha. Em xài đang xài luôn em lấy bán ha. Rồi 300k số 15 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel hay là chuyển khoản cho em 50k nha. Còn lại là 350, 250, cái này 300 còn lại 250 cộng tiền ship 20k. Em gửi tới chỗ cho kiểm tra hàng, em gửi tới ship toàn quốc luôn nha. Cho kiểm tra hàng ok thì nhận nhân, nhớ kiểm tra hàng kỹ rồi nhận ha. Mua 2 cây trở lên thì em bao ship ha. Chuyển khoản hết số tiền trên máy em cũng bao ship luôn nha. Rồi cây số 16 nè. Cây này cây Moto C của Gam 2 của như 16 Android nó 5 chấm. Cây này 400k số 16 nhân màu xanh của hàng Batman, nó đi ngang nó rơi bịch em lụm bán ha. Rồi em tải sẵn ứng dụng rồi ha, nó pin tốt luôn, camera trước ok luôn ha. Em tải sẵn vẫn nhập wifi vô là test thôi nha. Bưu tá dạo này cũng chờ đợi cực khổ, em tải sẵn luôn chỉ cần nhập wifi vô test ha. Rồi 400k số 16 nha, màu xanh đẹp quá, bỏ túi nghe gọn ha, cứng khừ à, nó bền lắm nha. Rồi số 17 nè, cây này cây Z200 rin nha, rin nguyên một cây luôn. Đó, vỏ rin luôn nên nó hơi xấu nha. Hồng online tốt, Android 5 chấm nha, 400k số 17 nha. Đó, màn hình rin luôn, rin nguyên cây luôn, màn hình canh nét luôn ha. Em cũng tính lên vỏ cây này, có cái là em mua vỏ không có thì không lên ha, nhưng mà để rin nữa tốt ha. Ai muốn xài rin thì rin ha. Số 17 nha, 400k thôi. Rồi cái số 18 nè. Cây này là cây U29 nha. U29. Cây này học online tốt, Android nó 5 chấm, 400k số 18 nha. Đó. Nhìn cái thương hiệu là biết ha. Chứ em nói khi vi phạm bản quyền. Rồi cây này U29 nha. Học online tốt, Android 5 chấm, em tải sẵn ứng dụng luôn ha, có cần lực luôn nha. Cây này tại khách nó khách người ta dán cần lực rồi nên để luôn ha. Vỏ xấu qua 5 tháng xài tốt, mọi chức năng ha, không lỗi gì hết. Pin tốt luôn nha. Đó. Rồi cây này 400k nha, 18 số 18 có 400k thôi, đầu bi ok luôn ha. Rồi cây Keno 2. Cây Keno 2 này nha. Màu màu đen ở trước sau màu trắng ha. Rồi. Cây này học online tốt, Android nó 7 chấm luôn, đầu bi ok luôn. Cây này 400k nha, số 19 nha, của Nô nha. Nô 2. Nô 2 nha, ok luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng luôn ha. Nè. Em tải sẵn ứng dụng luôn rồi. Không lỗi gì hết nha. Của Nô 2. Đẹp ha, cũng ok lắm ha. Bỏ túi nghe gọi là ứng cứng khừ luôn. Cái số 19 hơn. Rồi cái số 20 nè. Cây này là cây Note 3 nha. Note 3 gam 2 bộ nhớ 16 Android 5 chấm nha. Cây này găng tay một chạm đèn led két ha. Cây này 500k, 500k số 20 nha. Găng tay một chạm nha. Đó. Cây này có hồng ngoại luôn nha. Ở trên trước nó có lỗ 3.5 ha. Ở sau được sạc micro ha, nút nguồn lớn nhỏ ha, sạc sim ở đây ha, cây này 2 sim nha. Đó. Note 3
RAM 2 bộ nhớ 16, hình như nó xài tới 4 tài thế 4 nhân 8 nhân okay. Cây này xài 6 nhân nhưng mỗi nhân hết 8 ha. Ok luôn. Máy không lỗi gì hết nha. Rồi 500k nhân số 20 ha. Số 21 nè. Số 21 là con gì không biết luôn ha. Cây WB. Cây này là cây VB220 ha. Cây RAM 2 bổ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn. Cây đầu bi ok lắm, 500k. Rồi cây số 21 ha. Em cho coi màn hình ha. Máy ok ha. Máy không lỗi gì hết nha. Em thử cảm ứng, em test cảm ứng cho coi nha. Cảm ứng ok nữa ha, không lỗi gì hết nha. Rồi, cái này RAM 2 bộ nhớ 16 ha. Màn hình không lỗi gì hết. 500k nha. Rồi cây số 22 con la le ha. J500. Cây này đẹp nha, lên vỏ đẹp đúng không? Lên vỏ đẹp luôn. Riêng nguyên một cây lên vỏ đẹp nha. Cây này không online tốt, Android 6.500k, cây J500 nha. Nó số 22 ha. Cây này màn hình nó bị màn hình nó đẹp luôn nhưng mà cái keo giữa màn hình với là cảm ứng nó bị tróc nhẹ nhẹ sờn sờn nè, nhưng mà màn hình nó đẹp lắm nha. Riêng luôn, đi ép kính nó bị vậy. Rồi, cái này 500k nha. Lên vỏ đẹp luôn, zin nha, màn hình zin luôn. 500k. Số 22 nha. Rồi cái số 23 là cây J500 luôn, cũng giống vậy luôn nha. Nhưng mà cây này là đẹp gen gen luôn ha. Cây này 550k nha. Số 23 nha. Nó đẹp gen luôn ha. Đẹp gen Seben luôn ha. Quá đẹp, em tải sẵn ứng dụng rồi ha. Màn hình zin luôn nha. Mà hình kia nó bằng giá với em bán luôn, nó có hơi mắc hơn. 223 số 23 nha. J500 Rin lên vỏ đẹp. Em có cây J3 Pro. Cây J3 Pro Rin luôn, nguyên cây luôn. Đó, J3 Pro màu đen luôn. RAM 2 bộ nhớ 16, Android 9.600k. Cây này số 24 nha. Rin nguyên một cây luôn, màn hình cũng đẹp luôn nha. Nó màn hình đẹp luôn nha. J3 Pro màn hình Rin luôn. Màn hình riêng nó đẹp quá trời luôn. Lâu lắm rồi mới thấy được cây màn hình riêng đẹp quá. J3 Pro nha, 600k ha, riêng luôn, nguyên cây luôn. Số 24 ha. Rồi số 25 à. Cây này cây Z00 UD. Màu xanh gọi là blue ha. Màu xanh như gọi là màu xanh nitro, màu xanh nitro. RAM 3 vừa nhớ 32, Android nó 5 chấm ha, 600k. Cây số 25 nha, cây này gam 3 nha. Cái này là lúc lớn lúc nhỏ ha, đèn led két ha. Nút nguồn trên đầu ha. Ở đây có 3.5 ha, ở dưới có mở cái nắp này ra nha, có hai sim nha. Cây này gắn được hai sim và một thẻ nhớ luôn nha. Ở trước nó đèn led nó cái gì camera bự ha, còn có đèn led luôn. Cây này cứng khừ pin tốt lắm nha. Gam 3 bộ nhớ 32 luôn, rất là mạnh nha. Cảm ứng xài bình thường. Em tải sẵn ứng dụng rồi ha. Rất là mạnh nha. Cây này gam 3 của nhớ 32 luôn. Màu xanh nitro ha. À, 600k nha. 25. Rồi cây 26 nè. Cây này cây cây Note 4 bị nứt kính, găng tay một chạm, đèn led két. Cây này gam 3 của nhớ 32 luôn, Android nó 7 chấm. Cây này bị nứt kính miếng ha. 600k, 26 nha, số 26 ha. Bị nứt tí nỉ ở đây xuống đây ha. Em làm nứt á, chứ cây này mới ép kính về xong. Em làm nứt luôn, màn hình rin luôn. Đi ép kính về cái cả nhau bị nứt tiếp. Buồn quá, lỗ luôn, em bán lỗ cái này luôn nha. Về vốn. Cây này bán về vốn ha, 600k, cây gam 3 nha.
đúng ra là cây này bán tới 8-900k luôn. Mà thôi nước miếng ha, bán 600k nha. Số 26. Rồi cái số 27 nè. Cây này là X00HD, X00HD nha. Đó, cây này là camera kép luôn, Gamma, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm, 600k, số 27 nha. 600k nha. Đó, camera kép luôn. Đó. Màn hình thì ok đẹp luôn nha, không lỗi gì hết luôn nha. Pin tốt luôn ha. Gin luôn. Nút quay về nằm đây ha, găng tay nằm đây ha, nút đa nhiệm ha. Nút home nằm đây nha, găng tay luôn nha. Đó. Ok ha. Cây này X00HD ha. Của dòng Asus. RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm ha. 600k số 27 nha. Rồi cái số 28. Cây này là X008D của Asus luôn ha. Cây này là RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này 650k, RAM 3 thôi nha. Găng tay một chạm ha. Cây này ha, số 28. Đó, găng tay một chạm luôn. Màn hình cũng ok đẹp ha. Đây. Máy ok lắm, RAM 3 mà mạnh lắm nha. Tại nó bị cái viền nè, cái viền nó hơi xấu ha. Cái viền nó không được đẹp nên nó bớt ha, còn cái 650 ha. Rồi cái 650 nha, cái RAM 3 nha. Hai số 28 găng tay một chạm nha. Cây này chính hãng nha. Cây này neo 9S, nó mạnh hơn neo 9 gấp đôi ha. Cây này gam 3 của nhớ 32 là rồi 5 chấm nha, 700k. Cây neo 9 còn bán là 600k rồi, còn cái này gam 3 luôn, gam 3 của nhớ 32 luôn. Em bán 700k ha. Số 29 nha. Cây neo 9S nha, nó mạnh hơn cây neo 9 gấp đôi nha. Nó màn hình thì đẹp luôn nha. À, chốt nhanh tay nha. Mua cái cạc Viettel rồi chốt qua em ha. Rồi 700k số 29 nha. Rồi cây này cây cây chính hãng nha, A3S nha. RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn mà cây này xài được 8 nhân, giá 800k nha. Găng tay gì đằng camera kép luôn nha. Số 30 nha, màu đỏ. Màn hình zin luôn, zin nguyên cây luôn nha. Nó là được cái zin nguyên một cây luôn. Đó, rất là mượt nha. Tuy là RAM 2 bộ nhớ 16 nhưng nó xài 8 nhân nha. Cây này nói chung là cũng cao lắm á, ở ngoài nó bán là 2 triệu mấy á, người bán 800k nha. Số 30 ha. Đó, nhưng mà được 8 nhân mình rồi 8 chấm ha, rất là mạnh nha. 8 nhân xà xử lý một lần nên rất là mạnh, nó không phải giống như mấy cây khác. Nó 8 nhân nó xài nè, nó 8 nhân nè, nó ngang ngửa với lời gam 3 luôn. Rồi 800k nha, số 30 ha. Rồi cây Redmi 5 Plus. Cây này 5 Plus ha, găng tay một chạm, đèn led két ha. Nó cũng dài bự ha, chơi game này kia ok đúng không ha. RAM 4 của nhớ 64 nha. RAM 4 á. Android nó 8 chấm luôn. Cây này bán 1 triệu 100k nha. Số 31 nha. Cây này rất là mạnh, chơi tất cả các loại game luôn nha. Bao hết tất cả các loại game luôn nha. Game gì cũng chơi được ha. Ok lắm, máy mạnh lắm nha. Máy thì khỏi nói khủng hoảng nha. Nó 64 nè, Android 8 nè ha. Cây này ít nhân lắm, nó 8 nhân à, mỗi nhân 2 hết nè. Trời nó mạnh lắm, nó là RAM 4 mua nhớ 64 mà là 8 nhân nữa. Thì khỏi chê luôn ha, bao tất cả loại game, giá 1 triệu 100k thôi ha. Găng tay một chạm luôn. Số 31 nha. Rồi cây 08 nè. Cây này là cây L21. Cây này găng tay một chạm nha, L21 ha. L21 ha. Cây này 08 nha. Giá 450k nha. Android 6 chấm luôn. Android 6 chấm luôn ha. Máy ok ha. Màn hình không lỗi gì hết nha, main không lỗi gì hết luôn. Wi-Fi đầy đủ, pin tốt ha. L21 nha. Ok, xài ok luôn ha. Đó. Máy ok rồi đó. L21 ha, 08 nha. 450k. Rồi một cây là màu xanh nha. Cây này Note 4 luôn.
Cây Note 4 luôn, RAM 3 nhớ 32, Android 7 chấm nha. Cây này 800k. Số 14 nha, 800k. Găng tay một chạm ha. Có hồng ngoại luôn nha, lỗ 3.5 luôn ha. Bộ 3.5 đó là có nhiều tác dụng lắm, tai nghe hay là truyền truyền âm thanh 3.5 qua âm ly. Rồi ha. Máy ok, không lỗi gì hết nha. Đó, máy này nó hơi hơi xấu xấu chỗ này ha. Không phải màn hình nhưng vì cái diện ha. Máy còn còn ok đẹp ha, màn hình tốt ha. 800k, số 14 nha, RAM 3 của nhớ 32 nha. Rồi cây 1003 nha. Cây này là cây OBS1F của Mỹ nha. Xách tay bà chị xách tay từ Mỹ về ha. Xách tay là nghĩa là mua cây này bên Mỹ rồi xong rồi mang máy bay về tới đây bán nha. Cây này 1003 nha. RAM 3 của nhớ 32, Android nó 5 chấm luôn. Cây này 600k ha. 600k. Đó, máy ok luôn ha, còn còn đẹp ha. Máy này em tải sẵn ứng dụng rồi, nút này nút nguồn nè. Thấy không? Nút nguồn nè ha. Bấm nút giữa này kéo lên ha. Đó. Máy này của Mỹ, em bỏ sim nghe gọi rồi nha. Máy này ok lắm ha. Em bỏ sim nghe gọi rồi, pin cũng còn tốt, em tải sẵn ứng dụng luôn rồi ha. Nè. Em tải sẵn ứng dụng luôn rồi. Máy này ok, và cài đặt nằm ở đây nha. Đó. Gam 3 nha, tất cả cài đặt. Gam 3 nha, nó mạnh lắm nha. Gam 3 của nhớ 32 nha. Android nó 5 chấm, rất là mạnh nha. Nó mạnh lắm. À, cho dư giới thiệu coi nè. À, đó, Android 5 chấm luôn. Rồi RAM 3 luôn nè. Em mua thì cho kiểm tra hàng nha. Nè, 32 nè. Mua thì em cho kiểm tra hàng nha. Này hàng OB của Mỹ nha. Của bên Mỹ. À, mà ngoài bản quốc tế nên có tiếng Việt luôn. 1003 nha. 600k. Rồi cây Sony XZ1 nha, cây này rất là mạnh luôn. Mà cây này cũng còn đẹp ha. Cái miếng trận ở dưới đây mi mất rồi. 1004 nha, cây này mạnh lắm. Cây này là RAM 4 bộ nhớ 64 á. Cây này Android 9 chấm luôn. Cây này mất ở dưới thôi, miếng mẻ ở đây miếng ha. Nên em bán giá là 700k nha. 700k. Ở mặt bên đây liền lạc ha. Đó, liền lạc, găng tay nằm đây nha. Găng tay nút nguồn luôn nha. Đó, găng tay nút nguồn luôn, màn hình thì đẹp nha. Màn hình không lỗi gì hết, máy không lỗi gì hết, chỉ mất cái miếng đó thôi đó. Đúng ra cây này cao lắm. Rồi, mất miếng đó thôi đó, em bán bớt ha. Màn hình không lỗi gì hết nha, em tải sẵn ứng dụng rồi, rất là mạnh. Cây này mạnh như súng đạn vậy. Mạnh dữ lắm. Đó. Cây này 700k nha. Đó, 1004 ha. Gam 4 mũi nhớ 64 ha. Rồi cây này Redmi Note 4 nha. Gam 3 mũi nhớ 64. Cây này Android 8 chấm. Cây này bán 600k nha. Găng tay một chạm, đèn led két ha. 1005 nha. Của Mi nha. Đó, ở trước có hồng ngoại luôn nha. Đó, máy ok cũng còn đẹp quá trời luôn ha. Của Mi nha. Đó, Mi Note 4 nha. Cực kỳ luôn. Bị nứt kính một đường nha. Ủa cái này bị nứt kính một đường ha. 600k nha. Bị nứt kính nha. Bị nứt kính một đường ngang nè. Đó, không ảnh hưởng gì hết nha. Cảm ứng xài bình thường. À, cảm ứng xài bình thường nha. Máy này ok mạnh lắm. Cây này tới 8 nhưng mạnh lắm nha. Đẹp luôn. Ta 600k thôi. 1005 nha. Rồi cái 985 nè. Cái cây này compact. Compact V055 nha. Cây màn hình nó hơi xấu, RAM 3 bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm. Cây này 500k nha, 985 ha. Đó, màn hình nó hơi xấu một tí ở dưới đây nè. Có một tí ở đây là không ảnh hưởng gì hết nha, cảm ứng xài bình thường nha. Đó. Cảm ứng xài bình thường nha, không lỗi cảm ứng. Xấu miếng nhưng mà RAM 3 bộ nhớ 16 nha, nên em bán cái giá 500k cũng rẻ, nếu mà không bị vậy là 700 nha. Còn giờ em bán 500k nha, 985 nha. Xài vô tư nha, ok nha. Hàng compact cũng mạnh lắm, RAM 3 mà mạnh lắm nha. Đây mạnh cực kỳ luôn nha, nó lướt phải thắng đĩa mới thắng lợi được. Rồi 985 nha, 500k.
Rồi cây này cây 989 nha, cũng là C500 luôn, đẹp luôn, lên vỏ đẹp luôn, 550 luôn nha. Màn hình nó đẹp luôn nha. Nó cây này thì màn hình nó đen nhưng mà mới lục kính, nó đẹp cây luôn, không ám không có gì hết. 550 nha. G500 nha. Tên của nó vậy á. Hậu laptop Android 5 chấm nha, 550 89 989 nha. Rồi cây 972. Cây này cây Oppo F1W nha. F1W nha. Nó vỏ thì nó ok ha, vì đây mất cái sườn miếng ha. Rồi, mấy nút này bấm kịch kịch này ha. Em test rồi ha. Oppo F1W gam 3 bộ nhớ 16 Android nó 5 chấm nha. Cây này 600k 972 nha. Màn hình nó không lỗi gì hết nha. Em mới khởi động lên. Rồi cái 937 luôn. Cây này G500 đẹp, lên vỏ đẹp luôn. Cây này full chức năng, riêng nguyên cây lên vỏ đẹp nha. Cây này học online tốt, 6.1 luôn, 550k, 550k nha, 937 nha. Lên vỏ đẹp luôn ha. Đó, đẹp can spare luôn. Riêng nguyên một cây luôn, lên vỏ đẹp nha. Đó, riêng nguyên một cây luôn. Đó, em tải ứng dụng sẵn nha. Có gì vô nhập wifi xài thôi ha. 937 nha. 550k ai mua thì cộng em cái cạc Viettel 50k hay là chuyển khoản cho em 50k nha. Hay còn lại là 500k cộng tiền ship 20k em gửi tới chỗ cho kiểm tra hàng ok thì nhận nha, ship toàn quốc luôn nha. Rồi. 937 ha. Rồi, cây này là cây 944 nha. 944 là cây này cũng ghê gớm lắm. Cây này là Renault 5. À, hãng này nha. Chính hãng nha. Renault 5. Gam 8 cộng 5 à, nó gam tới 10 13 á, 13 gam nha. Nó gam 8 cộng 5 128 GB. Android nó 12 chấm. Cây này 2 triệu 800k nha. Camera nó 4 cam ha. Nó 944 nha. Ồ vỏ sau nè ha. Ok không? Cây này mắc lắm nha, nhưng mà màn hình nó thay rồi nha. Cây này màn hình thay rồi nha. Màn hình nó thay rồi mà loại cũng tốt ha. Nên giá nó vậy chứ bình thường cây này tới 78 lận, 78 cũ luôn. Cây này cao lắm. Thì quý vị cứ tra cái tên này nè trên Google coi ha. Chứ cây này cũng lên núi á. 944 nha. 2 triệu 800k. Rồi, cây này mã số là 944 nha. Nó ok luôn ha. Em cho coi cam cái ha. Tại mấy cây xịn xịn thì quay cam rồi ha, cho coi được. Can spec nha. Xịn nha, sò luôn. 2 triệu 8 ha. 944. Rồi 921 nè, cây mì bị bơm hàng. Cây này A50S nha. Gam 4 mũi nhớ SAM 4 11 chấm nha. Cây Android 11 nha. Giá là 1.999.000 nha. 921 nha. Đó. Camera là 3 camera nha. Máy sạc đuôi tới si nha. Màn hình nó đẹp lắm, ken spen luôn. Đó, quá đẹp luôn. Em tải sẵn ứng dụng rồi ha. Máy ok lắm ha. A50S nha. A50S. Máy không lỗi gì hết nha. 999k nha. 921 nha. Máy đẹp ha, sạc đuôi taxi nha. Rồi cây 900 ha. Cây này cây U29. U29 này cây học online Android nó 5 chấm ha. Cây này đầu bi được ha. 400k. Cây này 9 400k 900 ha. 900 400k. Cái màn hình thì xài ok luôn, bình thường hết luôn ha. Màn hình ok luôn, đẹp luôn, không lỗi gì hết nha. Máy ok ha. Đây máy đẹp luôn nha, mướt rất là mướt luôn. Rồi 400k nha. Học online nghe gọi ok ha.
Rồi cây 868 nè, cây này G700. Cây này bị nứt kính một đường thôi, lên vỏ đẹp, riêng nguyên một cây luôn, lên vỏ đẹp. Cây này gam 2 bổ nhớ 16, chuẩn nha. Android nó 6 chấm, em bán 600k luôn. 868. Đó, lên vỏ đẹp cancel band luôn nha. Bỏ túi ok, nứt có một đường từ đây xuống dưới thôi ha. Nứt có một đường thôi. Màn hình riêng ép kính được luôn nha, nhưng mà để vậy cho em bán vô rẻ nha. Ai muốn xài như vậy nó rẻ một chút ha. Đỡ tiền, người nào có tiền để ép lại, còn không để vậy xài ha. Màn hình riêng để ép bình thường nha. Ai nói lô em cho luôn 868 nha. Rồi cái 749 nha, cây Asus Z00AD nha, gam 4 nha, bộ nhớ 32. Cây này 6.1, 900k nha. Cây này Asus Z00AD nha, gam 4 nha. Gánh hết tất cả loại game ha. 748, 749 nha, 749 cây Asus nha, màu đen nha. Rất là đẹp luôn nha. Màn hình ghi nguyên một cây luôn, không lỗi gì hết. Em test ok hết là không lỗi gì hết, pin trâu nha. Bỏ sim nghe gọi wifi đầy đủ ha. Cây 749 nha, 900k. Đầu tiên là cây G2 Prime. Cây này đẹp, lên vỏ đẹp, riêng nguyên một cây lên vỏ đẹp. Cây này mã số là 360 nha. Học online tốt, Android 6.0. Cây này 450k, em sổ ha. Nó xài được 2 sim và hỗ trợ 4G. Đằng trước nó có led. Cây này riêng nguyên một cây lên vỏ đẹp nha. Em bán 450k G2 Prime ha. Em tải sẵn ứng dụng rồi, chỉ cần nhập wifi vô xài thôi ha. G2 Prime lên vỏ đẹp nha, cancel ban luôn 450.